第170天, ngày 170. Thật à? Vậy đồ trong siêu thị đều là của Trung Quốc à? 真的吗? 那超市里的东西都是中国的吗? 真的吗? 那超市里的东西都是中国的吗? 真的吗? 那超市里的东西都是中国的吗? 真的吗? 那超市里的东西都是中国的吗? 现在, hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Trước đây học ở trường đại học nào? 以前在哪所大学读书? 大卫 下载 rất quen thuộc 很熟悉 trông có vẻ như 看起来 vị rất ngon, rất thơm 味道很好,很香. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. 只比我大2岁. Nói chung là 总之 vừa rồi là chị ruột. 刚刚是亲姐姐. Luyện tập nói tiếng Trung. Luyện tập giảng Trung Quốc. Không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả. Bù yong khơ yi chù phù xí sáng cứ hờ khơ vấn sớm đợ. Không cần vội, từ từ thôi. Bú dụng chí, mạn man lái. Mỗi một ngôn ngữ đều là như vậy mà. Mấy cơ yu yến đâu sư chế yàng zi de. Có sắp xếp gì, có an bài gì. Yǒu shěme an pái. Thời gian qua nhanh thật. Thời gian qua de zhen kuài. Lên tầng thay giày một chút. Shang lầu huàn yi xiā xiě. Mỏi chân thật. Zhen lèi jiǎo. Thời tiết mát mẻ. Thiên chi liáng khoải. Phố người Hoa. Khóa rấn chia. Đại đa số đều là. Đa đô sụ tâu sư. Bên trong có cái siêu thị. Lý miệng yếu cửa超市.